Chào các bạn, hôm nay trong lúc đang ngủ trưa thì vợ tôi nhận hộ hai cái hộp này nên là không động hộp được cho các bạn. Cái vỏ này thì đựng cái thẻ tôi vừa xé ra, không biết thuộc thế nào, chắc là thuộc ở bên này. Thì đây là hai cái máy niệm Phật, như có nói là tôi có đặt thêm một cái máy niệm Phật của chị Na nữa để test. Nhưng mà thôi, tôi sẽ làm trước hai cái này, một loại rẻ tiền phổ thông trên thị trường và một loại đắt hơn, và thực chất là cũng của chị Na thôi, người ta in thêm tiếng Việt nhưng mà hộp vỏ hộp vẫn có chữ Tàu. Trước khi đi test thì tôi vẫn phải nói trước với các bạn, hình dung là tôi test để xem cái máy niệm Phật trên thị trường nó ra cái âm năng lượng tích cực dương hay âm. Cái này không ảnh hưởng đến bản thân cái bài niệm, bài kinh nha các bạn nhé. Bản thân bài kinh có thể tốt, nhưng mà do tôi vẫn nói ở clip trước rồi, do bản thân cái ông thầy đọc năng lượng của ông ý đọc như thế nào thì sẽ ra cái dương hay âm, đúng không? Ra tốt tích cực hay ra cái xấu tiêu cực. Nên là chúng ta không đánh giá cái bản kinh mà chúng ta đánh giá cái người đọc, và người đọc thể hiện ở đây là qua cái máy mọi người đang mua trên thị trường, và tôi cũng mua ở trên thị trường thôi. Đây là hai cái máy. Một cái thì in tiếng Việt có 8 bài. Thực ra thấy người ta bán có loại nhiều bài nhưng tôi mua 8 bài thôi. Và để cho khách quan thì một cái máy này tôi sẽ test 3 bài, mỗi máy tôi test 3 bài thì nó sẽ là khách quan. Đây là một cái máy của Tàu này. Máy Tàu nhưng người ta về người ta in tiếng Việt vào, rất là kỳ công các bạn. Cái bản này thì lại không có danh sách, không có danh sách gì hết, và có lẽ là do họ cho cái USB. Hướng dẫn bật mở máy: sau khi mở máy mặc định dùng âm lượng để chọn phát nội dung, chọn bài. À đây cũng chọn bài. Thôi rồi, hy vọng là trong này có sẵn bài rồi. Nhỏ này chắc là để đeo cổ các bạn. Không biết dương hay âm mà người ta làm đeo cổ. Thực ra cũng hay nếu mà thực sự nó tốt, nó ra cái năng lượng tốt. Còn bây giờ tôi phải đi kiếm 6 cốc nước để tôi test cái này. Đây là phần thử nghiệm kỳ công. Tôi có khay 8 cốc. Đây là ca nước lọc, ca nước máy, chưa có gì các bạn. Để tôi đo check cho các bạn nhìn, cái đo dơ là nó chỉ hơi đẩy lên một tí, hơi đẩy lên một tí, không có gì cả. Trong lúc chờ nước thì tôi đang cắm sạc cả hai, không biết là có sẵn pin hay không. Tôi rót bằng nhau, đều mỗi cốc một nửa. Hai cốc đầu sợ thiếu. Đây, thế là bằng nhau nhé. Để bên cạnh. Đấy, nó lên được một tí thôi. Nước nó chỉ đẩy lên được đúng một tí đẹp. Tôi lấy cái phiên bản phổ thông trước. Cái này thì cắm vào phát thì nó kêu luôn, còn bình thường thì không biết thế nào. Không biết có pin hay không. Có phần nắp pin. Cái đầu cắm thì rất dở, là cái phần sạc và cái lỗ tai nghe giống hệt nhau các bạn. Cắm vào
cái tai nghe thì cắm rõ sâu được vào, mà cái phần sạc thì cắm được đúng một nửa. Cái này thì không có hướng dẫn gì luôn, chắc là ai cũng biết dùng ngoại trừ mình. Bây giờ tôi sẽ test cốc đầu tiên này. Có 8 bài, không biết có pin hay không. Trong này không có sẵn pin. Không có sẵn pin có nghĩa là phải cắm điện rồi các bạn. Pin này ở đây tôi lại không có. Pin này tôi đi kiếm cái pin điều khiển. Tại vì cắm dây mà nó dây của người ta hơi ngắn nên là làm sẽ hơi vướng. Tôi đi kiếm cục pin ạ. Nói có sách mách cho chứng cái gì, phải có test thì chúng ta mới nói chuyện được với nhau đúng không? Chứ nói tôi thấy thế này, tôi thấy thế kia, tôi thấy con voi nó giống như cột đỉnh. Nếu mà nói không có chứng cớ thì sẽ giống kiểu ông thầy bói xem voi. Tôi thấy con voi nó giống cái cột rồi. Sờ vào tai thì bảo tôi thấy con voi nó như là cái quạt. Nên là mọi thứ chúng ta phải có bằng chứng. Mà muốn bằng chứng thì chúng ta phải test thôi. Đây. Chắc là cắm pin rồi thì nó ok rồi. Đấy, tôi để nhỏ nhỏ thôi các bạn nhé. Bài đầu tiên là Nam Mô A Di Đà Phật. Đây cái loa đây này. Tôi đo lại cho chắc ăn này. Rồi. Loa này. Đấy, nó rơi khoảng một nửa là được các bạn nhé. Chờ 3 phút nó hơi lâu. Cái này chả biết là chắc là của cái máy kia. Đâu mất rồi. À đang sạc pin. Có bạn nhờ tôi xem khỏe nên thôi trong lúc chờ đợi thì tôi đi tôi xếp lại. Được 1:30 rồi, cho thêm một tí, 1:30 nữa. Tôi xếp lại để đi xem cho nó chính xác. Ok, được 1:30. Không có gì luôn các bạn. Không có gì. Không âm nhưng mà không có gì cả. Thôi tôi để cho luôn hẳn 3 phút cho sông xanh. Không có một tác động gì. Tôi cũng đang chưa hiểu được sao. Thường thì một là dương, hai là âm đây ấy. Kinh nghiệm khi xếp của bài là các bạn xếp số 4, số 5, số 3 riêng thì sau đấy các bạn xếp nó sẽ rất là nhanh.
sắp được 3 phút rồi, tôi đang không hiểu là sao là nó lại không có năng lượng. Được 3 phút rồi các bạn nhé, 3 phút rồi mà chắc chắn là năng lượng để quá lâu rồi, không có gì luôn các bạn, không có gì luôn. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, nó vẫn chỉ hơi sang được đúng 5 độ như bình thường, tức là không tác dụng gì cả. Cốc này xong rồi, tôi để bên này. Cốc thứ hai, đây là cốc thứ hai này. Tôi cũng chưa lý giải được đấy các bạn, không hiểu là sao mà nó không có năng lượng. Bây giờ phát tiếp bài thứ hai, ở đây nó không có một cái nút nào luôn, có một cái nút ở trên này, không phải, đây là nó không có nút tua luôn, tức là bắt phải nghe hết. À đây là bấm vào đây thì nó sẽ nhảy các bạn. À, bây giờ nó nhảy sang bài thứ ba là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật này. Thực ra nhá, tôi đang nghi ngờ cái giọng đọc, vì giọng đọc đều quá. Bạn ạ, tôi nghĩ là do cái giọng đọc này nó đều nên là nó không có năng lượng. Tôi cũng để 3 phút, thì từ nãy để 3 phút chả có năng lượng nên này. Lần này tôi cũng để cho 3 phút. Đúng ra là chỉ cần 1 phút. Gần được 3 phút ấy. Đấy, tôi xếp xong một bài. Gần 3 phút rồi. Đây là bài số 3. Bài số 3 này cho các bạn xem bài. À, nhưng lại không nhìn thấy cái đỏ. Đây. Cái
cái này thì lên được một ít nhưng mà nó cũng thế các bạn, không đáng kể. Tức là từ nãy nó 5 độ thì lên đây nó cũng chỉ khoảng 6-7 độ, tức là hầu như nó không có, cũng có lên đấy nhưng mà nó không không đáng kể. Không đáng kể các bạn ấy. Tôi sẽ check 3 bài. Đấy, bình thường nó hơi đẩy một tí lên khoảng 5 độ rồi mà sao. Đây là bài 3 rồi. Tôi đẩy đến bài tiếp dẫn này xem này. Bài 4 này. Bài 5 này. Bài 6 này. Đấy, bài 6 là gì, là tiếp dẫn. Nghe tiếp dẫn thì đúng là đưa sang. Đây tôi để cho các bạn xem bài 1, bài 3 và đây là bài thứ 6. Chúng ta test mỗi cái 3 bài. Đây là cái phổ thông nhất mọi người hay mua vì tôi nghĩ là nó rẻ mà. Nên là thấy hầu hết ở trên bàn mọi người dùng thì đều là đây. Tôi xếp sang bộ bài thì sau cái này tôi làm cái clip xem bài cho một người. Cái giọng đọc rất quan trọng các bạn. Cái giọng đọc kinh có thể là người ta chọn cái thời điểm quay, thời điểm ghi âm nó và lúc nó tinh thần không sảng khoái, không minh mẫn thì sẽ ra, tôi nghĩ thế, sẽ ra kết quả. Đấy là còn may nó không bị âm các bạn nhé. Nếu mà âm thì tôi khuyên các bạn vứt bỏ vội. Còn đây mới là mâm không dương, tức là chả có tác dụng gì. Đó là lý do đấy, lý do mà các bạn không thể để trên bàn thờ được. Ví dụ là với người mất, các bạn cũng có thể bật, người mất có thể bật nhưng mà để bên cạnh hoặc bên dưới bàn, vì cái năng lượng nó không có thì không thể hỗ trợ. Hy vọng là cái đắt hơn kia nó sẽ có. Còn nếu mà không có thì tôi lại phải vào mạng tôi kiếm cho các bạn, rồi tôi để cho các bạn mấy cái đường link để các bạn đi tìm cái nào là năng lượng nó tốt. Nó chỉ có giải pháp thế thôi. Đây, hết 3 phút rồi các bạn. Phải tắt đi. Đúng như dự đoán các bạn, không có gì hết, nó cũng chỉ hơi lên một tí như thế này. Không có một
tác dụng, không có một cái năng lượng gì hết. Rất là buồn. Và chắc chắn tôi phải test cái kia thôi, còn cái này thì không có thì thôi, tôi lại cho vào. Bạn nào xin tôi lại cho thôi. Bạn nào thích lấy nghiên cứu thì tôi lại cho, vì tôi mua cũng chả để làm gì. Tôi mua để nghiên cứu nhưng mà nó lại bị âm rồi các bạn. Tôi post ai cho thì ai lấy thì tôi này tặng luôn. Mình không thể dùng như thế này được, tức là năng lượng không có. Đây tôi lấy cái cũng cắm sạc pin đây, cái này thì thấy hướng dẫn viết rất lằng nhằng nên là đây là cái cốc vừa xong. Đo trước bao giờ các bạn kiểm tra, các bạn đo trước cho lại cho nó chắc chắn, không có gì. Bật máy mà dùng năng bật máy, có cái nút bật máy là nút bật tắt này, nút bật tắt à đấy. Cái này thì tức là thầy đọc và nhiều người đọc theo. Cái này thì có một cái dở là không thể úp được vào đây, nó rơi tóm xuống. Cái loa nó ở hai bên, loa hai bên để này thì nó rơi mất xuống cốc nước. À không rơi các bạn, không rơi nhá, không rơi. Nhưng mà để tôi bật nhỏ đi một tí, không là lại nhớ cái này lại thành bản quyền để hết hơi đấy. Tôi để cái này. Cũng bài đầu tiên là bài A Di Đà Phật nhưng mà có thầy đọc và sau đấy là nhiều người đọc theo. Thế thì cái này còn càng khó hơn các bạn. Càng khó vì nó sẽ bị tạp âm. Tạp âm có nghĩa là âm của sư thầy và âm của rất nhiều người. Lúc đấy thì lại càng không biết là cái năng lượng chung của mọi người là cái năng lượng tích cực hay năng lượng tiêu cực. Ví dụ là nhiều người đọc theo là người khỏe mạnh thì là năng lượng tích cực chẳng hạn. Nhưng mà nhiều người đang ốm yếu, đang mệt hoặc là đang buồn ngủ, đúng không? Nhớ đầu giờ chiều ghi âm buồn ngủ nên đọc là mới là ra từ nãy là đo toàn không có gì đấy. Thì đấy là đọc lúc đang buồn ngủ. Âm lượng, chọn bài tiếp theo là ấn nút nhanh. Tức là chúng ta vẫn chọn được, tôi vẫn còn mấy cốc để tôi test. Đây có cả khay nước này để test này, yên tâm. Hy vọng thì cái này không có trên mạng, không bị bản quyền thì tôi bật nó hơi to một chút. Rất hay đúng không? Nếu mà là năng lượng tích cực thì đeo cổ. Sản xuất ở Thâm Quyến. Tức là người ta mua cái hộp này số lượng lớn và sau đó về in luôn lên trên này các bạn. Hoặc là đặt mua nhiều thì đặt bên Trung Quốc người ta in luôn ở đây cho. Nhưng mà vẫn còn nguyên logo, vẫn logo tàu chỉ na. Đây là được 2 phút rồi đấy. Được 2 phút rồi các bạn, tôi cho nhỏ đi một tí. Còn 2 phút là đỏ rồi. Cũng
không khá gì hơn các bạn, tức là cũng không có năng lượng, không có năng lượng luôn, tức là dơ lên nó chỉ hơi, các bạn có nhìn thấy cái máy đo nó chỉ hơi sang một nhỉnh trăng mà ít, như lúc đầu nó không có gì thay đổi cả, không có một gì thay đổi. Đây là cốc tiếp theo này. Dơ lên cốc bình thường là dơ lên nó cũng chỉ hơi đẩy sang phải một tí thôi. Bây giờ sang cái bài tiếp theo này. Đây, cái này hình như có mỗi thầy đọc không này các bạn này. Có mỗi thầy đọc không? Đây. À, vẫn đọc theo, vẫn rất nhiều người đọc. Một người cầm anten đo mà bảo là cái số ở trên máy nó không chịu đứng yên, và đo khí thì khí nó sẽ nhảy đúng liên tục, nó nhảy làm sao chúng ta ai giữ được khí, đúng không? Dao động khí là cái dao động hình sin và nó đột biến tùy theo cái khu vực vị trí đo. Các bạn đo một điểm này thì nó vẫn liên tục, nó chuyển động làm sao nó đứng im được. Hoặc có nhiều bạn đo thì các bạn cứ chạy quanh cái bàn hoặc quanh cái quả cầu, các bạn vào đo đứng mỗi vị trí nó khác nhau thì tất nhiên rồi, vì cái anten nó bắt sóng xung quanh làm sao thì nó phủ sóng xung quanh nó bắt, thì mỗi cái góc độ chúng ta di chuyển thì nó bắt khác nhau. Nên chúng ta muốn cầu kỳ làm sao nó giống được hệt nhau thì chúng ta phải mua cái hộp, đúng không, mua cái hộp chắn sóng, chúng ta cho quả cầu và chúng ta đo thì lúc đấy nó mới gì ạ, một vị trí và nó đứng im được. Còn chúng ta chạy loanh quanh thì nó bị dao động, nó bị ảnh hưởng, làm sao mà lại chính xác được. Nhiều người đo nhưng mà người ta lại cầu kỳ quá, người ta không hiểu là khí nó dao động, có phải là khí nó đứng im một chỗ trên bàn tay cho chúng ta đo đâu. Đây cũng vẫn là bài A Di Đà Phật, nhưng mà có lẽ là cóp của tiếng người ta mua của Trung Quốc, nhưng người ta về người ta cóp tiếng Việt vào các bạn, nên là đây là cái bài đọc của tiếng Việt, không có gì luôn các bạn, rất là nản luôn nhé, không có gì luôn. Đây thì gần như bài hát rồi, bài thứ tư này, bài thứ năm này, vẫn suốt là Nam Mô A Di Đà Phật một bài nhưng mà nhiều giọng, vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, tức là
người ta copy cùng một bài nhưng mà rất nhiều cái giọng khác nhau. Tôi đến bài số 6 cho nó có ý nghĩa. Tôi bật cho các bạn xem niệm, đây là đúng giọng người bình thường luôn. Thôi ai cũng được, tôi lấy số 6 cho nó may mắn, không số 3, số 4 các bạn bảo xấu thì số 5 cũng kêu xấu thì tôi lấy số đẹp để đo cho nó, hy vọng là nó tốt đẹp hơn thôi. Trong một cái clip trước, nếu các bạn theo dõi thì tôi cũng lên mạng tôi xem rất nhiều cái clip trên mạng của các sư thầy để đọc. Tôi tìm mãi cũng còn nhiều thầy cũng bị âm, mãi mới có một thầy Dương tôi quên mất. Tôi sẽ phải vào mạng tôi tìm cho các bạn một cái clip nào để Dương, để cho các bạn thấy là cũng có Dương nhưng mà phải tìm. Tiêm tận 4 mũi vaccine, làm sao ai mà tiêm kinh. Báo chí Việt Nam có một cái dở là người ta giật những cái tít rất là hay nhưng mà người ta không ghi chú, đáng nhẽ người ta phải ghi chú là Việt Nam, Pháp, hoặc là tức là cái bản tin này mình nhìn vào Pháp mình biết là cái tin này là của nước nào, ví dụ của nước ngoài nhiều khi tôi chả buồn xem tại vì là nó liên quan gì đến mình đâu. Ví dụ là tin Việt Nam thì mình đọc, hoặc là tin Hà Nội, tức là những cái tin nghe như đúng rồi ấy, thì hoặc là tin của Trung Quốc thì kệ xác người ta, nên là báo chí người ta phải chú thích ở ngoài, ví dụ VN thế là mình biết là đây là tin này của Việt Nam, thế là mình đọc. Còn nếu mà của chị Na chẳng hạn thì đọc là người ta dân số cả tỷ người thì không có chuyện này thì có chuyện kia, rảnh rỗi đâu mà suốt ngày đi đọc những cái tin đấy, đúng không? Thực ra báo chí thì người ta muốn câu người đọc thì người ta cứ giật tít ấy, càng nhiều đông view càng tốt ấy. Nên họ cho một cái thẻ nhớ, tôi cứ nghĩ là cắm thẻ nhớ vào mới dùng được, mà cho mình cái thẻ nhớ chả biết để làm gì, hoặc là mình cũng bỏ tiền mình mua loại có thẻ nhớ tại vì họ có nhiều nút chọn, tùy chọn thì mình chọn thêm loại thẻ nhớ, nhưng mà mua thẻ nhớ về để họ buôn luôn thẻ nhớ. Không, cái này chẳng hạn bây giờ lại phải đi cho này, cho ngàn thẻ nhớ vứt đi chả tác dụng các bạn. Công đo mất tiền mua mà không có dụng, may là không âm gì đâu. Cho thẻ nhớ chẳng biết có gì bên trong, để tôi mở ra xem. Nếu người ta cho mình cái tùy chọn xong mình mua xong lại có mỗi thẻ không. Hết 3 phút rồi, tôi đo nốt cho các bạn xem. Thế may là không âm nhưng mà chả có gì các bạn. Các bạn không chắc thì các bạn cứ dơ lên nhiều lần này. Không có gì luôn, tức là nó không âm không dương, nó không có tác dụng gì cả. Đấy, vậy là cuối cùng là tôi mua hai cái trên thị trường phổ biến, một loại rẻ dưới 100 mà một loại gần 200, nó không có tác dụng gì trong việc giúp các bạn niệm Phật. Tốt nhất có khi các bạn tự mua rồi các bạn
các bạn tự đặt rồi các bạn tự lưu, và có khi nó còn dương hơn mấy cái ông bán băng này. Nên là mọi người mê tín, mọi người cứ mua những cái này để đặt trên bàn người mất, nó không tác dụng gì cả các bạn. Đặt trên bàn thờ được không chắc chắn là chả được, vì nó có năng lượng dương, nó có hỗ trợ cho các bạn ở đâu. Cái này nó âm, âm tôi ngại thôi, chả có thể, chả dám cho ai. Bạn nào thích nghiên cứu, thích mua thì dùng, thì nhắn ở trên dưới clip tôi tặng các bạn. Còn cái này tôi cũng mở ra xem có gì không, không thì người ta lừa để bán cái này không thì cũng mệt thật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.